khỏ là nó rớt cái khối làm đôi ra thôi, không phải đóng lại kẽm nữa. Chào anh em ha, hôm nay tiếp tục về một số cái quạt nữa mình lên video cho anh em. Rồi anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like, một đăng ký, mình xin cảm ơn. Hôm nay mình về tiếp mấy cái quạt, đây là quạt hôm bữa về cái lô trước là mình bán hết anh em rồi. Nay về thêm một lô nữa thì cái quạt đợt này mình nhập giá nó cao hơn rồi, nhưng mà mình vẫn bán anh em giá cũ nha, 450.000 một cái. Mấy clip trước mình cũng đo cho anh em xem cái quạt này rồi, nhưng mà có nhiều anh em cứ hỏi đi hỏi lại thì hôm nay mình tiện mình lấy cái cánh này. Đó, mình để vô đây để anh em có thể hình dung. Đó, anh em nhìn đó, cái lồng nó là lồng 35. Nói chung là cái cánh này nó nhỏ hơn cái cánh quạt bình thường của mình một xíu. Và cánh này là cánh của Senco nè, là nó vừa cái lồng đó. Thì cái quạt này nó gần bằng cái cánh. Đó, mình đo kích thước của cái chiều này là 35. Đường kính cánh mình nghĩ chắc khoảng 25. Nói chung là cũng to lắm và mát lắm nha anh em. Cái lô trước thì mình lên video thì anh em đã mua hết rồi. Hôm nay mình đặt thêm một lô nữa thì mình đang ráp hoàn thiện và giao cho khách. Trong cái lô này thì khách đã đặt sẵn khoảng là 6 cái rồi, nên là hiện tại cái lô này mình về thì có 10 cái thôi. Thì hiện tại là khách đặt 6 cái rồi, còn 4 cái thì anh em nhanh tay chốt nha. 450, tiền ship khoảng 35.000 nữa. Anh em muốn đóng pin hay là lên đế Makita giống như vậy nè, lên đế Makita. Lên đế Makita thì mình sử dụng pin có sẵn đó anh em. Đó. Thì cái quạt này nó có 12 cấp tốc độ, cũng giới thiệu anh em trong những video trước rồi. Thì video này mình lướt nhanh thôi, mình không có nó đi nó lại mất thời gian của anh em. Đó. Rồi thì muốn lên đế để anh em về tận dụng cục pin cũ hoặc là đóng pin như nào đó, anh em liên hệ mình tư vấn thêm nha. Thì hôm nay cũng về tiếp một số cái loại sạc anh em. Đây về hai cái thùng sạc và vỏ sạc túi 12V 6 nè anh em. Đó, loại này đang bán lẻ anh em là 25.000 nha, 12V 6. Sạc này 14V 4 2A. Sạc này 14V 4 2A nha anh em. Và có về một cái loại sạc 12V là 3A nha anh em. Anh em nhìn 3A nha. Đó, 3A chứ không phải lúc trước là 2A. Thì 3A này mình đang bán anh em là 50.000 một cái nha. Đó, 50.000. Mình đo cái thử cái thằng này rồi, dòng ra rất là chuẩn là 3A nha, 12V 3A. Đó, anh em có nhu cầu liên hệ. Cái này là 50.000, anh em lấy số lượng thì mình sẽ giảm. Còn cái 14V kia là 50.000. Ui nhầm, cái này là 60.000. 3A này là 60.000, còn 2A là 50.000. 2A giống như là cái 14V kia đó, là 50.000. Thì anh em lấy cái loại đây thì là 60.000 là 3A. 3A thì mình sạc nhanh hơn. Đó. Ở đây lộn xộn, mình chưa có đếm nữa. Ở đây có cái vỏ. Vỏ mới về tiếp anh em, mới hết rồi mình đặt tiếp. Vỏ này là 5S2B, hiện tại bán lẻ anh em là có tem ốc vít và led báo pin là 35.000 một cái vỏ. Anh em vỏ này nó có khung nha. Anh em lấy từ 10 gói trở lên là 30. Đó, anh em lấy số lượng nhiều nữa thì mình giảm. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ. Mấy cái mạch này mình vẫn còn nha. Hiện tại 3SV 3.1 này bán lẻ anh em là 45.000. Anh em mua số lượng nhiều, từ 100 cái là vài trăm cái mình cũng có. Thì cứ lấy nhiều mình sẽ giảm. 3S30A này là hàng loại 1 nha anh em. Đó. Rồi hàng 60A 65A đây là của DX nha. DX này là hàng tốt á, tốt nhất bây giờ trên thị trường luôn. Hiện tại cái này bán lẻ anh em là 35.000, 10 cái là 30.000. Và số lượng 100 cái thì anh em liên hệ mình cho giá tốt. Còn cái này là 85A. 85A cũng DX luôn thì hiện tại là lẻ là 45.000. Đó, anh em mua số lượng thì cứ inbox mình báo giá tốt. Còn anh em mua lẻ thì mình báo giá lẻ đó thôi. Rồi, hiện tại các loại pin khác thì mình cũng còn, ví dụ như Samsung 35E, còn đâu 4 khối, 5 khối kia. Thì mấy cái khối này anh em mua về tận dụng luôn, sử dụng luôn rất là ok nha, có kẽm có khung sẵn luôn. Thì cái khối Samsung 35E đó là anh em muốn tách khối cũng rất là dễ. Ở đây mình có một khối mình tách ra. Dạng 3S10B này đó. Không, khối này là khối mình tách ra thì chỉ cần cắt cái đường kẽm và khỏ là nó rớt cái khối làm đôi ra thôi. Đó, anh em có mua thì mua về tận dụng kẽm luôn. Giá này thì mua cả khối thì nó rẻ, không phải đóng lại kẽm nữa. Còn ví dụ anh em mà đóng theo nhu cầu thì tháo ra đóng kẽm lại thì nó mắc hơn đó, nên anh em cân nhắc. Hiện tại chỉ còn 5 khối đó thôi, và một số cái khối này thì rảnh mình sẽ khui ra rồi bán cho anh em. Những cái khối này bây giờ không có thời gian để mà bung nữa. Khối này thì và khách bán cho mình là bao chưa sử dụng luôn đấy. Khối này là Samsung 35E trong đó anh em. Rồi cũng còn 20S và Sony 5D nha anh em. Sony 5D mình chuẩn bị về một số lượng rất là lớn đó, khi nào mình về mình quay lên cho anh em. Rồi hôm nay tiếp tục đóng mấy khối pin cho khách, mình quay lên cho anh em tham khảo nha. Đây mình đóng một khối Sony 5D này 10 cell, 3 khối Samsung 35R khách mua về thay cho cái vỏ mạch tận dụng anh em. 2 khối 21700 pin VTC 6A khách đặt. Đây là pin 15 cell khách đặt luôn. 3 khối này là xe đồ chơi lưu trữ vân vân, mình vào mạch và co bọc nữa là xong. Pin này là Samsung 35E, này là MC1, MC1 thì đang hết, 35E thì mới về đó, mình đóng cho khách đây. Này là khối ruby Samsung 25R mình đang hoàn thiện cho khách. Rồi anh em có nhu cầu mua pin hay là đóng pin như thế nào đó liên hệ mình tư vấn nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.